Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, bên em giới thiệu đến với tất cả quý bạn ba dòng chung của hãng Casun. Chung Casun thì anh em biết đến là nó một trong những hãng rất nổi tiếng về bát mới và dòng cao cấp, hơi đắt tiền một chút nhưng chất âm của nó rất là hay, rất là tuyệt vời. Như trước mình anh em đeo theo dõi đây là những cái hộp xốp họ làm rất là kỹ lưỡng. Anh em theo họ làm những cái hộp xốp mà để đựng hàng này, rất là kỹ. Đây là cái hộp đựng con Casun Trung 10. Rất là kín này. Chắc chắn. Và bên trong thì nó sẽ đựng được một đôi. Ở phần như này. Rất là yên tâm cho mình sử dụng. Và ở dưới thì em đã bỏ ra ba dòng chung em giới thiệu ngày hôm nay để mời quý vị các bạn mình tiện theo dõi, và tí em có test cho anh em nghe sơ qua một chút. Anh em nhìn thấy cái chung Casun 10 ở đây thì em đo cho anh em mình xem nó là bao nhiêu. Chung Casun 10 thì cái đường kính là 11,5. 11,5. Và công suất của chiếc chung này, như anh em nhìn thấy đây, chung 10 mà lên tới 80W, rất là to đối với cái chung 10 như này. Và nó là trở kháng 8 ohm, và độ nhạy nó ghi luôn ở đây là 89 dB, là decibel. Đít nam châm là 8 cm cái nam châm là đít. Đây là chung 10. Và tiếp tục đến chung 12. Chung 12 thì xem viền. Chung 12 thì viền là 14,5. 14,5. Và cái đít nam châm nó có 8 cm anh em nhé, 8 cm. Và chung 12 thì có công suất ở đây, anh em nhìn ghi ở đây, nó là 70W, và trở kháng của nó này là 6 ohm, và độ nhạy của nó là 87 dB, 87 dB độ nhạy. Ba dòng chung này tất cả là đều sở hữu gân cao su. Và đến con thứ ba là con chung Casun 16. Chung Casun 16 thì cái viền của nó là 16,6 16,6 cm, và cái lâm châm và đít nó là 10 phân. Và công suất của con Casun 16 này, anh em nhìn thấy đây là 130W ở trở kháng 8 ohm, và độ nhạy của nó là 89 dB, là decibel. Con chung Casun 16 này anh em có thể hoàn toàn làm bát được, nó hở như này, con này đánh bát tiếng rất ấn tượng luôn, rất là hay. Tí em sẽ test con chung 16 này ở hai phiên bản qua tụ và phiên bản đánh trực tiếp, để mời quý vị các bạn mình cùng nghe một chút. Và sau đây thì em sẽ test một chút nhạc cho anh em mình nghe, em test một qua thôi, vì nó có ba loại ở đây em không thể test kỹ được, anh em hết sức thông cảm. Đầu tiên em sẽ test con chung 10 trước. Em đấu qua tụ cản nhé, này em không đấu qua phân tần. Đây không phải là phân tần, đấu trực tiếp tụ cản thôi. Dây này gần đứt chứ. Rút ra này, cảm ơn.
test cái M12 cho anh em mình cùng xem. Và em test chiếc Trung 16 cho quý vị các bạn mình cùng nghe luôn. Đây em sẽ test mà không qua tụ cho anh em mình nghe, đấu trực tiếp luôn. Anh em nghe một chút vậy. Em dí vào luôn là không. Anh em thì thấy cái mạng nó xuống. Và vừa rồi anh em cũng có nghe qua em test trực tiếp cái Trung Cao Su 16. Cái này anh em vừa gọi là vừa làm trung, vừa làm bát đều được, đều đánh bát đánh rất hay, đánh trống đánh rất tốt. Và em sẽ báo giá sản phẩm Trung 10 Cao Su có giá bán là 550.000 một đôi bao ship. Và Trung 12 Cao Su giá bán là 600.000 đồng một đôi bao ship. Và Trung 16 có giá bán là 700.000 đồng một đôi bao ship. Vậy bà con các bác có nhu cầu mua cái sản phẩm này, xin gọi trực tiếp cho em qua số máy 0904612323. Và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Và xin chào các bác và hẹn các bác ở một cái video mới nhất của bên em.